Sáng nay mình đi ăn bánh canh gà nè. Không, mình thích ăn đồ chiên với lại bánh gà. À, ăn đồ chiên. Đồ chiên thì sẽ không tốt cho gan đó. Gan mình sẽ giống Barbie, bị gan nhiễm mỡ, rồi men gan cao. Giống khỏe mạnh đó. À, giống khỏe mạnh hả? Ăn đồ chiên dài giống đi khỏe mạnh, giống đi con á. Tối hôm qua Barbie xin lỗi là không có quấn cổ gạo kính để gạo ho nha, xin lỗi nhiều nha. Con xin lỗi Barbie, con xin lỗi mẹ vì sao con không chơi với sáng nay mình có mẹ nha. À, xin lỗi vì không chơi hả? Nhưng mà mình có chiếc xe, lát mình mang về cho ông ngoại tháo ra để mình chạy nha. Tối hôm qua con ngủ ngon không? Không, con buồn quá, con buồn hả? Khóc cái giường luôn. Khóc cái giường luôn kìa. Khóc ướt cái giường luôn hả? Rồi về mình làm dấu đi. Xin Chúa một ngày tốt lành nha. Nhìn cha và con và thánh thần. Amen. Bây giờ là đứa mẹ Maria. Baby về kiếm vải may cho gạo một bộ đồ Đức Mẹ Maria, chịu không?